Cháu thật xấu hổ với bác, nhưng cháu đang xử lý tình hình hiện giờ. Cháu không ngờ cậu ấy lại nhảy lầu. Cậu có nhận thấy điều gì bất thường không? Hình như hôm đấy cậu ấy có hơi quá chén. Cựu chiến binh Kỳ Quang gặp cháu gái mình lần đầu tiên vào tang lễ của con trai ông. Bố cháu chết là vì ông. Ông đã bỏ rơi con trai mình. Ông để cháu yên đi. Cháu sẽ không chết dễ dàng như bố cháu đâu. Con trai ông đã say khi leo lên khu công trường đó và nhảy xuống. Anh đã thử máu để xem nồng độ cồn chưa? Trên người nó có những vết bầm. Nó đã bị đánh. Ông đã nảy sinh nghi ngờ về cái chết của con trai mình. Ông tìm đến cảnh sát nhờ giúp đỡ, nhưng họ luôn chần chừ trong việc điều tra. Ông phải quên anh ấy đi. Bố cháu không hề tự sát. Ông sẽ tìm ra sự thật. Xin hãy điều tra lại vụ án. Tôi không thể mở lại một vụ điều tra nếu không có chứng cứ mới. Thôi được, vậy tôi sẽ tự làm. Nhưng khi cháu gái ông tự sát, ai đã giết con ta? Tôi không biết. Mày thật xui xẻo vì đã gặp ta. Kỳ Quang đã đi trả thù theo cách duy nhất mà ông biết. Anh sẽ làm gì nếu con trai anh bị giết hại? Đón xem bộ phim Ông Nội trên kênh Red by HBO.